Các vị nghe pháp, nếu mà chưa hiểu thì cũng đừng có phỉ báng. Chưa hiểu thì đừng có phỉ báng. Muốn phỉ báng một người nào đó thì chúng ta xem lại mình, hãy xem lại mình đã làm được cái gì cho thế gian chưa, đã làm được gì cho đời chưa, đã giúp được gì, đã giúp được ai chưa. Chúng ta, các cụ ngày xưa nói, muốn phỉ báng người, muốn chê trách người hay muốn dạy người thì mình phải gì? Phải hơn người mới có thể. Mình phải hơn người mới có thể dạy được người chứ, đúng không? Mình có thể giải được bài toán số 10, bài toán lớp 10 thì mình mới có thể dạy được người gì ạ? Người học lớp 9, lớp 10, có phải không? Mình không được giải được bài toán lớp 10 mà đi đòi dạy người ta gì? Dạy người ta giải bài toán của lớp 12. Có được không các quý vị? Không bao giờ có. Cho nên tôi nói như vậy không phải là tôi sợ người ta chỉ trích tôi. Không sao, chửi tôi không được, mắng tôi không được, bảo tôi thằng nọ, thằng kia không được, bảo tôi thằng dở hơi, thằng hâm hấp, thằng chập mạch cũng được, không sao hết. Bảo tôi thằng gàn gàn, dở dở, gở gở, ưa gương cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Bảo tôi thằng chui từ lỗ đất chui lên cũng được, không sao hết. Không sao. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng các quý vị cứ đi chửi, thích đi chửi người ta, chửi tôi được, lại đi chửi người khác. Tôi là bậc phàm phu thì chửi được. Nhưng mà không may gặp một vị gì? Một vị thánh tăng các ngài thì ở thế gian này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Các vị chửi các ngài một câu, trầm luân bao đời kiếp, không biết bao giờ cho trả được. Đó. Câu chuyện ấy được Đức Phật nói gì? Trong khá nhiều các gì? Các thánh, các điển tích ở trong kinh luận, ở trong của nhà Phật. Trong sách Sa Di Luật Giải cũng có nói về một vị gì? Sa Di. Nói về một vị Sa Di. Nói rằng ngày xưa từ thời Đức Phật Ca Diếp, bây giờ có một vị tỷ khiêu già lên tụng kinh vì ngài gãy hết các răng rồi mà, cho nên cái tiếng tụng kinh này không hay. Cái vị Sa Di đến thì gì? Đến thì ngó ngang ngó dọc và bảo là ôi dồi ôi, thầy tụng kinh gì mà tiếng gì? Tiếng như tiếng của con gì? Con bò nó giống thế. Thế là vị tỷ khiêu già kia mới dừng chuông dừng mõ, tụng hết khoa thời khóa mới nói rằng này bác, bác sang đây tôi bảo, lúc nãy thì tôi đang tụng kinh, tôi nghe gì? Bác mắng tôi tụng kinh như con bò có đúng không? Và vâng, con nói thầy đấy, vì thầy tụng kinh gì như bò giống ấy, con nói thật, tiếng thầy tụng kinh như bò giống thật mà. Thế là vị tỷ khiêu thì thương xót nói bảo đó, bác không có thấy trong giới luật Đức Phật dạy gì? Sa Di mà chê tỷ khiêu, nói lỗi của tỷ khiêu thì tội đó gì là lớn lắm hay sao? Sẽ đọa làm gì ạ? Vào trong ba đường ác đạo, trầm luân muôn kiếp hay sao? Chê tỷ khiêu còn tội như thế, huống chi là chê gì? Chê bậc thánh tăng A-la-hán. Và ngài cũng gì phương tiện nói luôn là gì? Ta cũng là người đã gì chứng thánh quả A-la-hán rồi. Và sau khi ta nói gì cho bác nghe, ngay trong đêm hôm nay ta sẽ nhập Niết Bàn. Và đúng ngay trong gì nói xong cái việc đó và gì? Vị tỷ khiêu đó ngay đêm hôm đó nhập Niết Bàn, không trụ lại thêm qua ngày nào nữa. Và khi nghe nói như vậy, cái vị Sa Di kia liền gì? Liền sợ sệt và liền quỳ xuống và sám hối vị thánh tăng A-la-hán tỷ khiêu già kia là gì? Con do vô minh nghiệp chướng, cho nên nay đối trước ngài gì? Con xin thành tâm sám hối. Xin ngài gì? Cho con sám hối. Và vị tỷ khiêu già kia nói rằng được, ta sẽ gì hoan hỉ cho con sám hối. Những cái nghiệp chướng ở nơi khẩu nghiệp của con đang nói ra thì con vẫn phải trả quả, nhưng ta sẽ cho con sám hối. Vì ta nhận lời cho con sám hối và con nhất tâm sám hối thì cái nhân này sẽ đem đến cái quả tốt đẹp ở đời sau, kiếp sau, vô lượng kiếp sau cho con. Nhưng cái quả báo của con gì? Vẫn phải trả. Và nói xong như vậy, vị tỷ khiêu về phòng và đến chiều tối hôm đó thì nhập Niết Bàn ngay ở trong tỉnh thất của mình, tức là ngồi viên tịch đó. Còn vị Sa Di kia thì ăn năn sám hối cả đời gì? Một đời tu tập nhất tâm để cầu nguyện cho tiêu tội. Nhưng mà sau khi trả bỏ cái báo thân đấy, vị Sa Di đó vẫn đọa vào trong gì? Trong địa ngục bạt thiệt, trải qua gì? Vô số kiếp. Từ địa ngục ra gì? Ra ngã quỷ. Từ ngã quỷ ra súc sinh. Và từ súc sinh được sinh lại làm người và tiếp tục được xuất gia tu tập. Và cái người đó các vị biết là ai không? Đó chính là tôn giả Kiều Trần Như. Đó chính là tôn giả Kiều Trần Như. Một vị thánh tăng A-la-hán
Ngài á, tuy chứng thấy quả la hán nhưng mà cứ đêm về á, cái miệng của Ngài vẫn cứ nhai tẩm tẻm như vậy, cứ đêm về là nhai. Mà mọi người ai nhìn thấy Ngài nhai như vậy, mọi người trêu Ngài, cười Ngài. Cho nên á, câu chuyện đó đến tai Đức Phật, Đức Phật mới nói cái nhân duyên. Vì sao mà Tôn giả Kiều Trần Như lại gì chứng thấy quả la hán vẫn đêm về vẫn cứ nhai gì, nhai như con bò nhai cỏ như vậy? Chính vì á, vô lượng vô biên kiếp trước rồi chê một vị a la hán tụng kinh giống như bò gì, giống như bò rống, cho nên á, nay ông chứng đắc thánh quả la hán rồi, những cái gọi là cái gì ạ, gọi là cái mình nói nôm na là cái tập khí, cái nghiệp quen rồi. Ông vì ông làm nhiều kiếp làm gì ạ, ở trong gì, trong địa ngục bạt thiệt nhiều rồi nhá, hết kiếp địa ngục ra ngạ quỷ ra làm súc sinh, làm súc sinh thì toàn làm gì, làm thân con bò. Mà con trâu con bò thì chúng ta biết ban ngày đi gặm cỏ, ban đêm thì về gì, ửa cỏ ra để gì, để nhai. Cho nên nó cái tập khí làm súc sinh nhiều đời đến nỗi gì, nay làm thân người rồi vẫn gì, vẫn quen cái tập khí ấy. Cho nên chứng thánh quả la hán rồi vẫn quen tập khí ấy. Và Đức Phật mới khuyên ông Kiều Trần Như, thôi con ạ, ông thôi ông ạ, ông nên gì, ở thế giới này ông ở lại lại sợ rằng lại có người nhìn thấy ông như vậy và lại gì, lại trêu ông, lại coi thường ông, họ lại đọa lạc như thế. Cho nên ông nên lên cõi gì, lên cõi trời tịnh cư ở trên đó để nhận sự cúng dường của chư thiên. Và Tôn giả Kiều Trần Như và ngồi thiền định nhập niết bàn và lên cõi gì, cõi trời tịnh cư để hành pháp, để hoằng pháp và trụ ở trên đó. Chúng ta thấy không, đó một cái câu gì ạ, một cái câu gì, câu chửi bới cái câu gì, văng tục khinh thường một vị thánh tăng mà cái tội như thế. Tôi thì tôi nói gì, tôi thì không sao, nói tôi thì không sao, tôi nguyện cho ai chửi tôi, mắng tôi, đánh tôi cũng không phải tội, không phải tội. Nhưng mà cái nghiệp chướng chắc chắn cũng phải gì ạ, nhân quả tôi có nguyện, tức là tôi không gì, tôi không kết thù, tôi không kết oán. Nhưng mà họ chửi họ mắng thì họ vẫn gì, cái nghiệp miệng họ vẫn phải trả. Mắng tôi chửi tôi thì đơn giản thôi, nhưng không may gặp một vị thánh tăng nào, một vị gì Bồ Tát, vị A-la-hán nào mà xuất thế để thì hiện giáo hóa độ sinh, mà họ chửi nó quen rồi, chửi ông sư này chả thấy ông nói gì, chửi ông sư kia lại chửi tiếp, không thấy ông nói gì lại chửi tiếp gì, ông sư kia suốt ngày đi chửi, chửi hết người này đi chửi đến người khác. Một ngày nào đó cái họa gì nó đến thì lúc đó thì không thể ăn năn được, không thể sám hối được đó. Cho nên đấy, chúng ta phải hiểu rằng người lên ngồi trên tòa pháp, họ biết được căn cơ của chúng sinh cần cái gì họ nói. Chúng ta không hiểu thì đừng có chỉ trích, đừng có chỉ trích họ. Tôi bảo với các quý vị đừng có đi chỉ trích các vị gì pháp sư, các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các ngài giảng thế nào, đó là quyền của các ngài. Chúng ta không hiểu thì có người khác gì, người khác hiểu. Chúng ta không thích thì có người khác gì, người khác thích. Có người họ giảng về mật tông thì có những người nhân duyên tu tập pháp mật tông nhiều đời nhiều kiếp, họ nghe họ hiểu, họ tín thọ phụng hành. Ta làm sao mà hiểu, ta không thích, không tu, không học, không nghiên cứu, không hiểu thì ta cứ ở im đi. Có người họ chuyên giảng về thiền, ta không hiểu về thiền, họ là không vô tướng, vô ngã, vô tác, vô nguyện, vân vân đó, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, vân vân đó, thì các ngài ấy dạy cho những người có duyên với gì, nhiều đời nhiều kiếp về gì, về tu thiền rồi. Chúng ta tu lấy tịnh độ, chúng ta lấy tịnh tướng để vào đạo, các ngài lấy gì, lấy không môn để vào đạo. Chúng ta lấy tịnh môn, hữu tướng tịnh môn để vào đạo, lấy tín nguyện hành để vào đạo, thì chúng ta cứ gì, y giáo phụng hành pháp của ta. Người nào có duyên với pháp nào, người đó gì, hành pháp ấy. Tại sao cứ bắt người ta phải gì, phải theo mình mới là đúng, còn mình gì, mình cho người ta lại sai, không được. Là Phật tử học đạo mà chỉ khen thầy mình, chê các bậc pháp sư khác, đó cũng là sai rồi, sai. Là một vị gì, một vị pháp sư ngồi trên tòa giảng mà chỉ khen mình, chê người á, cũng là sai luôn đó. Cho nên chúng ta phải uyển chuyển trong gì, trong các vấn đề học và vấn đề gì, vấn đề nghe là như thế. Ở đây tôi nói không phải tôi chỉ trích một số các quý thầy nói là gì, là kinh Vô Lượng Thọ là Phật nói đầu tiên pháp môn tịnh độ, hay kinh Quán Vô Lượng Thọ là đầu tiên Phật nói về pháp môn tịnh độ. Nhưng tôi chỉ nói gì, dẫn chứng những cái gì,
những cái gọi là mình gọi là lý luận học, mình gọi là lý luận biện chứng đó, khoa học biện chứng, lý luận biện chứng đó, gọi là triết học đó, gọi là triết lý triết học đó, thì chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ, khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đọc kinh Vô Lượng thì về đoạn cuối chúng ta thấy gì, đoạn giữa trong kinh chúng ta thấy là A Xà Thế lúc đó đã làm vua và đã đến nghe gì, nghe Phật thuyết pháp. Và A Xà Thế chính là gì, phát nguyện với Đức Phật là gì, con nguyện là sau này con cũng sẽ sinh Tây Phương Cực Lạc gì thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ. Nào chúng ta thấy đến khi đó A Xà Thế đã làm vua và đã quy Phật rồi, giai đoạn Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ là giai đoạn Phật gì ạ, đăng nhốt gì, đăng nhốt mẫu thân và phụ vương. Phụ vương vừa chết xong thì được một thời gian ngắn mấy ngày thì mẫu thân của ngài buồn bã và muốn Phật đến gì, đến để thuyết pháp, cho nên Phật đã thi hiện đến để thuyết pháp. Còn khi mà Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, lúc đó A Xà Thế đã là một vị vua gì, quay đầu bỏ cái ác hướng về cái thiện rồi, có nghĩa lúc đó đã chia tay Đề Bà Đạt Đa và gì, đã quy quay trở lại với Phật, phát nguyện là đệ tử của gì, của Đức Phật rồi. Và lúc đó là trải qua một thời gian ít nhất cũng phải vài năm sau rồi, phải không, vài năm sau rồi. Đề Bà Đạt Đa khi đó thì tôi chưa biết là hướng lại với Phật chưa hay là mất chưa thì tôi chưa biết, nhưng mà A Xà Thế trong kinh Vô Lượng Thọ bấy giờ đã là một vị vua cùng với gì, hàng trăm ngàn đại thần và nhân dân tôi tớ của mình đến để nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng gì, Vô Lượng Thọ. Sau khi nghe Phật thuyết và vui mừng quá cho nên tín thọ quỳ gối ra đứng trước đại chúng, quỳ gối chắp tay phát nguyện với Đức Phật là con cùng với quyến thuộc của con cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta đấy, học chúng ta nếu đem so sánh giữa kinh này kinh nọ kinh kia, chúng ta liên kết với một tí gọi là biện chứng, liên kết một chút gọi là logic học một chút, thì chúng ta sẽ thấy gì, kinh A Di Đà là bộ kinh gì, vô vấn tự thuyết. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có đối tượng để thuyết rồi đúng không, và Đức Phật có đối tượng thì sau khi Đức Phật đến thuyết cái kinh đấy thì Đức Phật nói gì, nói là ai nhỉ, nói là Tần Bà Sa La đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, có nghĩa là Tần Bà Sa La đã được học kinh gì, kinh A Di Đà rồi, Vi Đề Hê cũng được học kinh A Di Đà rồi, nhưng mà niệm Phật lúc đó thì niệm hoài nó không vào. Vì sao? Vì cái thứ nhất là buồn bã do thương chồng, cái thứ hai là do gì, nghĩ đến đứa con bất hiếu của mình, cái thứ ba là ở trong lao ngục khổ sở như vậy, và cái thứ tư là vẫn mong muốn được Phật gì đến để nói pháp cho mình một lần cuối, cho nên niệm Phật nó không gì, không được nhất tâm. Kinh A Di Đà Đức Phật chủ trương về pháp môn gì ạ, niệm Phật. Niệm Phật bằng gì, bằng phương pháp gọi là trì danh niệm Phật. Kinh A Di Đà thiên về pháp môn gọi là trì danh niệm Phật. Còn đến phương pháp gì, phương pháp gì cao hơn, sâu hơn và nhanh hơn, dành cho các bậc gì đại căn, buông xả được ngay lập tức và một lòng tu quán. Cho nên á, Đức Phật mới lúc đó gì, biết được căn cơ của Vi Đề Hy, cho nên á, dạy 16 pháp quán gọi là kinh thập lục quán, mình gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Và Vi Đề Hy bắt đầu nhất tâm tu quán trong vòng gì, có một thời gian ngắn thôi, bà quán được thuần thục 16 pháp quán và tự do tự tại gì, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, đó chính là gì, cho nên ở đây tôi nói gì, kinh Vô Lượng Thọ là thời sau này Đức Phật gì giảng rộng thêm, dựa trên kinh A Di Đà đã nói rồi, dựa trên cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đã dạy rồi thì giảng rộng thêm cho đại chúng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật gì nói rất rộng về các cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói về sự cấu tạo thế giới, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới nó đẹp đẽ trang nghiêm đến mức độ nào, cành cây hoa lá hàng hàng thẳng nhau, quả quả thẳng nhau, rồi lá lá thẳng nhau, rồi mỗi khi gió reo xào xạc thì mỗi tiếng lá đụng vào nhau phát ra tiếng niệm gì, niệm Phật, niệm pháp, niệm gì, niệm tăng, đúng không, đó niệm Tam Bảo rồi gì, rồi mỗi tiếng gì nước chảy từ gì róc rách ở dưới gì, dưới ao cũng phát ra các tiếng gì, các tiếng pháp âm vi diệu. Chim hót ở trên cành không phải là hót gì khổ á khổ á khổ á, mà nó hót là gì, vui à vui à vui à, đúng không? Đó kiểu thế, thay bằng cái khổ á của thế giới bằng gì, bằng vui à vui à. Nói chúng ta tỉnh ngủ vậy thôi, thực tế gì
tiếng chim ca lăng tần già ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hót á, chúng ta mà nghe thấy á thì phải gì, phải nói là hay gì, hay tuyệt vời luôn, hay không thể diễn tả được luôn, à, đúng không? Ai muốn nghe không? Thế tu thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nghe nhé. Ở thế gian này nghe thấy gì? Tiếng chim sáo, tiếng chim yển, tiếng chim các loại tiếng chim nó biết gì, biết hót, biết nói đó, chúng ta đã thích nghe rồi. Hoặc là ở trong hội trường này, những ai có duyên nhìn thấy thì nghe thấy tôi nói pháp thì thấy vui rồi. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, các vị ở hạ phẩm hạ sinh thuyết pháp còn hay gì hàng trăm ngàn vạn ức lần của tôi nữa đó. Về đó các vị sẽ gì, gặp những vị thầy đích thực, còn ở đây là vị thầy gì, thầy giả. Vị thầy này là thầy giả, còn vị thầy đích thực là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị cứ về đó sẽ gặp được thầy thật của mình, một bậc chân sư thực sự của mình, dẫn dắt mình cho gì, đúng đường lạc lối, không bị sai một ly, không bị gì, bị lệch đi một gì, một chút xíu xíu một ly thôi, không bị. Nhưng ở tôi đây có khi gì, không khéo á, chỉ cần á, sai một chút xíu thôi là đi đưa chúng ta gì, sang con đường tà đạo, gọi là sai một ly, đi một dặm gì đấy. Cho nên ở đây á, gọi là có tin, có nghe, có tin, có hoan hỷ. Nhưng mà đừng gì, đừng đắm chấp vào nó. Và hãy coi đây là một phương tiện để sách tấn chúng ta, khuyến dụ chúng ta, khuyên bảo chúng ta gì để nhất tâm tu tập cho tốt hơn. A Di Đà Phật mới là người thầy gì, người thầy vĩ đại nhất, người thầy gì mẫu mực nhất, người thầy gì hoàn thiện hoàn hảo nhất của chúng ta. Còn ông thầy ngồi đang ngồi ở trên tòa giảng là ông thầy giả, nó như là xem một bộ phim thôi. Phim hết, lúc xem phim á, thì có thể buồn, có thể vui. Nhưng phim hết á, thì gì? Chúng ta có ngồi mãi ở đấy được không? Ngồi mãi ở rạp chiếu phim được không? Không, mà chúng ta phải ra gì? Ra về. Cho nên á, ông thầy ấy cũng chỉ là như một gì? Một cái bóng đang ở, đang chiếu ở trong gì? Trong cái màn ảnh nhỏ hoặc màn ảnh rộng mà thôi. A Di Đà Phật mới là thật. Đó, cho nên ở đây, trở lại bài chúng ta thấy gì? Ngài Nhị Tổ, Ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ để nói rằng á, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật huyền ký rằng ở thời mạt pháp về sau các kinh diệt hết, duy nhất vì lòng bi mẫn của Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Phật Thích Ca, cho nên riêng lưu lại kinh Vô Lượng Thọ một gì, 100 năm. Và bộ kinh Vô Lượng Thọ sẽ lưu lại ở nhân gian 100 năm sau cùng tất cả các kinh diệt hết. Trong Luận Đại Chí Độ nói rằng á, bộ kinh diệt đầu tiên đó chính là kinh gì? Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm sẽ diệt đầu tiên. Và bây giờ chúng ta thấy bắt đầu rồi, người học kinh Lăng Nghiêm ít lắm, vì kinh Lăng Nghiêm rất khó. Người đọc chú Lăng Nghiêm gì giờ cũng không còn nhiều nữa, vì chú Lăng Nghiêm cũng gì, cũng rất khó. Vì đọc mà không gì, không giữ được giới, nó phá nghiệp, nó phá cho gì, còn tan tác hơn, khổ sở hơn. Cho nên tụng chú Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm là phải giữ giới, ít nhất là phải giữ được gì, 5 giới hoặc 4 giới hoặc 3 giới trong 5 giới đó, thì chúng ta đọc tụng mới có hiệu quả, mới có kết quả cao, mới có kết quả như mong muốn. Bằng không nghiệp nó phá cho khổ lắm, là đi vào đường tà lúc nào không hay đó. Cho nên kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh đầu tiên diệt, rồi đến dần dần đến các kinh, và cuối cùng là gì, kinh Vô Lượng Thọ lưu lại ở nhân gian 100 năm. Và ở đây nói là gì, trong khoảng 100 năm ấy, nếu mà chúng sinh nào gặp được kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, mà tùy ý sở nguyện, có nghĩa lúc đó người đó thì nếu muốn là thôi ở thế gian này con khổ lắm, cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật ơi cho con về Tây Phương Cực Lạc, và đến lúc đó người đó xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật đến gì, đến đón rước người đó đi về Tây Phương Cực Lạc. Và sau 100 năm thì kinh Vô Lượng Thọ cũng không còn nữa, và lưu lại 10 năm sau chỉ còn có danh hiệu là gì, A Di Đà Phật mà thôi, còn có từ 4 từ A Di Đà Phật hoặc 6 từ Nam Mô A Di Đà Phật nữa mà thôi. Sau 10 năm nữa thì những ai là những người còn có duyên ở thế giới này được vãng sinh, thì người đó nghe được câu A Di Đà Phật và niệm A Di Đà Phật 10 câu và vãng sinh. Sau 10 năm sau nữa, thế gian này sẽ có các tôn giáo ngoại đạo khác, các tà đạo khác nổi lên gì như nấm, cho nên là mê hoặc lòng người.
không còn ai tin Phật nữa, không còn ai tin rằng mình có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi nữa. Và mọi người họ nghĩ rằng ta phải nương vào một đấng gì, một đấng cứu thế nào đó, ta phải nương vào một đấng gì, đấng nhân tạo, đấng sáng tạo nào đó, để Ngài gì là người có quyền năng, người có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Theo thì sẽ được phúc, không theo bị họa. Và họ tôn sùng một đấng thần linh nào đó, một đấng chúa tể nào đó, là người gì? Là người sáng lập thế giới, là người ban phúc giáng họa cho muôn loài trên thế giới này. Và họ không tin là mình có thể tự giải thoát, tự giác ngộ như lời dạy của Đức Phật nữa. Và dần dần không còn ai tin Phật nữa, và sáu từ Nam Mô A Di Đà Phật cũng mất đi ở thế gian này. Và thế gian này chìm sâu vào trong gì? Màn vô minh tâm tối. Chúng sinh chướng trọng nghiệp sâu, bắt đầu gì? Tham sân si đầy dẫy nổi lên, chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, thiên tai hạn hán lũ lụt vân vân hoành hành. Và con người ta chém giết lẫn nhau như là gì? Có khi nó còn khổ hơn là đại thế chiến thứ nhất và thứ hai của thế kỷ trước của gì? Của thế giới chúng ta vậy. Cho nên ở đây, bây giờ chúng ta tuy là ở thời mạt Pháp, nhưng gặp lúc kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, chúng ta thấy rất là gì? Thấy ở đây là một nhân duyên chúng ta vẫn còn gì? Còn rất là lớn. Vì vậy mà Tổ dẫn gì? Dẫn kinh Vô Lượng Thọ để nói. Rồi tiếp nữa, Tổ lại dẫn tiếp gì? Nơi kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập cũng là một bộ kinh lớn của Phật giáo gì? Bắc Tông của chúng ta. Trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn bảo, trong đời mạt Pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà giải thoát, mà thoát được luân hồi. Đấy, Tổ dẫn chứng ở trong kinh Đại Tập, lấy lời dẫn dụ Đức Phật nói là cái đời mạt Pháp này, ức ức người tu hành. Ức tức là gì? 10.000. Ức tức là 10 với 10 là gì? Ngài nói ý là gì? Rất rất nhiều người, hàng vạn vạn người tu tập, nhưng khó có được một người gì? Một người giải thoát. Đấy, ít có kẻ đắc đạo mà, tức là ít có người giải thoát. Duy chỉ có gì? Nương theo pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi, tức là đới nghiệp gì? Vãng sinh. Kinh Đức Phật nói, không phải là Tổ nói, cũng chẳng phải là gì? Là tôi nói. Các vị có chửi gì ạ? Chửi tôi hay chửi Tổ đi chăng nữa cũng chẳng sao. Hay các vị có chửi gì? Chửi các tổ sư là bịa ra kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập không phải là Phật nói, mà do gì? Do một vài ông sư Ấn Độ hay một vài ông sư Trung Quốc bịa ra. Các ngài cũng chẳng sao. Vì nếu mà các cái người mà không có gì, có đức tin, không có niềm tin đây là lời Phật dạy á, thì họ cho là lời ma thuyết cũng được, cũng có sao đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu điều quan trọng, nếu không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có A Di Đà Phật thực sự, thì từ xưa đến nay các bậc tổ sư niệm Phật vãng sinh, niệm Phật vãng sinh lưu xa lợi, niệm Phật ra đi một cái gì? Tự tại đứng biểu diễn mà ra đi, ngồi biểu diễn mà ra đi, nằm biểu diễn mà ra đi, theo thế cát tường. Hoặc thậm chí có vị gì? Có vị các ngài gì còn trồng cây chuối mà ra đi. Hoặc ra đi gì? Lưu lại toàn thân xá lợi. Đó. Chúng ta thấy, biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi. Hàng cư sĩ tại gia cũng làm được điều đó. Đó. Chúng ta xem mấy cái băng về cái sự tích vãng sinh. Cái tích vãng sinh của gì? Của các bậc tiên hiền cổ đức, thậm chí là thế giới của chúng ta, trong cái đạo Phật của chúng ta, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ, trong những năm gần đây, thế kỷ trước, cuối thế kỷ trước hoặc đầu thế kỷ này, chúng ta thấy một vài vị cư sĩ ở bên cư sĩ Lâm, hoặc là ở bên gì, ở bên Đông Thiên Mục Sơn, các vị tu tập, nam cư sĩ, nữ cư sĩ biết trước ngày giờ ra đi, ngồi tự do tự tại niệm Phật tỉnh táo, đang lần tràng mà gì ạ? Đang ngồi lần tràng như thế này, có ngày gì? Các ngài niệm dần lại và gì? Và ra đi tự tại như vậy. Rất rất nhiều các vị sư bây giờ bảo là thiền sư,
bảo là pháp sư, bảo là hòa thượng, bảo là thượng tọa, bảo ni trưởng, bảo ni sư, nhưng đã tự tại ra đi được như thế chưa? Chưa đi được. Nhiều vị nói là thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia, cả một đời hoằng pháp, cả một đời giáo hóa, cả một đời độ sinh, nhưng trước khi ra đi được tự do tự tại như mấy bà già gì tin Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh mà ra đi như vậy chưa? Chưa được. Bà già chỉ có gì, có tin rằng có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có ra A Di Đà Phật là giáo chủ quái Tây Phương, và mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh như nguyện của Đức Phật đã nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh. Cho nên đó, bà già không cần biết thế giới bên ngoài là gì cả. Tôi chỉ biết rằng là gì, một câu A Di Đà Phật giữ chặt ở trong gì, trong tâm, một niệm A Di Đà Phật giữ chặt ở trong gì, trong lòng, ai nói thế nào cũng không gì lay chuyển. Ai bảo A Di Đà Phật là giả đấy, bà già ấy cũng gì, cũng nói rằng A Di Đà Phật đối với tôi gì là thật đấy. Ai bảo rằng A Di Đà Phật là ma đấy, không phải là gì, là Phật thật đâu, bà già ấy cũng bảo gì, với ông A Di Đà Phật là ma, còn với tôi A Di Đà Phật chính là A Di Đà Phật. Một lòng tin như thế, tin sâu như thế gọi là gì, niềm tin bất hoại, gọi là niềm tin bất thoái chuyển ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta. Và bà già ấy một ngày nào đó không xa, A Di Đà Phật đến báo trước cho bà. Đáng lẽ thì gì, bà phải nhiều đời nhiều kiếp nữa mới được vãng sinh, nhưng do cái niềm tin kiên cố của bà, do cái sự gì trì danh gì bất thoái của bà, cho nên ta đặc biệt là gì, là đến đón bà gì, bà về với thế giới của ta. Bà xứng đáng gì để ngồi trên gì một đài sen, bà xứng đáng ở trên lầu các ở thế giới của ta, bà xứng đáng được bước chân ở trên gì, đi tản bộ, đi dạo bước ở trên gì, ở trên mảnh đất thế giới của ta. Cho nên A Di Đà Phật bảo thôi, 3 ngày nữa, 7 ngày nữa hoặc 21 ngày nữa vân vân, vào ngày đó giờ đó bà tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ gì đến đón bà về. Câu chuyện này rất rất nhiều đối với gì, đối với các ông già bà cả nhất tâm niệm Phật, đối với những vị tăng ni nhất tâm niệm Phật. Tôi nói là nhất tâm niệm Phật nhé, chứ còn niệm Phật mà khơi khơi thì cũng chưa được đâu. Niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi thì chắc chắn cũng chưa có phần đâu. Chứ đừng nói là ai niệm Phật cũng gì cũng vãng sinh ngay một đời đâu. Lão cư sĩ Lý Bình Nam ngài nói là ngàn người niệm Phật ở thời nay mới có 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-999 người đi đâu, lại quay trở lại luân hồi lục đạo mà thôi các quý vị. Niềm tin mà gì chưa đủ thì luân hồi lục đạo tiếp tục xoay chuyển, đời sau lại tu tiếp, tu cho đến bao giờ gì được đới nghiệp vãng sinh, đủ niềm tin thì mới vãng sinh. Cho nên ở đây á, tổ mới dẫn chứng ở trong kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập mới nói này, trong đời mạt pháp ức ức người tu hành ít có kẻ nào đắc đạo, duy chỉ có nương vào pháp môn niệm Phật mà được gì, được đới nghiệp vãng sinh. Vãng sinh rồi về đó được chứng quả gì, bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên, dần dần cho đến gì đăng nhập vào hàng gì thập địa, lên ngôi đẳng giác diệu giác, đến bổ sứ Bồ Tát, và cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên tổ dẫn ở kinh này cũng là để cho chúng ta gì có một cái niềm tin sắt đá, một niềm tin kiên cố, một niềm tin vững chắc, không bao giờ bị gì bị ai có thể chuyển được cái tâm tin vào pháp môn tịnh độ của chúng ta. Tôi thường nói với các quý vị, bây giờ thì có ngàn Đức Phật đến hiện ra trước mắt tôi bảo rằng thôi ông bỏ đi đừng truyền ba pháp môn tịnh độ nữa, tôi sẽ truyền cho ông một cái pháp môn là gì, không cần phải niệm Phật lâu như thế, không cần phải đi xây chùa để giáo hóa độ sinh, không cần phải lên tòa giảng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, để bàn chút công đức. Ông chỉ cần gì bỏ pháp môn tịnh độ đi, đừng truyền ba pháp môn tịnh độ nữa, ta sẽ gì ngay chỉ trong một cái khẩy búng móng tay tách thế này một cái, ta sẽ gì cho ông chứng thánh quả La Hán, hoặc cho ông gì ông chứng quả vị gì bất thoái chuyển Bồ Tát. Tôi cũng gì cũng cảm ơn Đức Phật đó mà rằng A Di Đà Phật, con xin gì cảm ơn gì, cảm ơn ngài, nhưng con đã phát nguyện y giáo phụng hành lời của sư phụ con là ai,
là Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là tin sâu, đó là nguyện thiết, đó là niệm niệm chỉ danh A Di Đà Phật để một đời cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Cho nên thế giới mà con đã chọn, con đường con đã gì? Đã chọn, đó là gì? Đó là tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh. Thế giới mà con đã chọn, nơi con gì? Đã hướng tới, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cảnh giới mà con đã gì? Đã nguyện chứng được, đó là cửu phẩm liên hoa, nhập bất thoái gì? Thoái địa. Tu hành cho đến gì? Cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nó lâu hơn một chút, nhưng đó cũng là gì? Nguyện của con đã phát, cho nên nó chẳng ai thay đổi được đâu. Không tin các vị các đến đây bây giờ từng người một lên khuyên thầy, thầy đừng có giảng về pháp môn tịnh độ nữa. Thầy giảng về pháp môn tịnh độ cũng con bỏ chùa con đi hết. Nếu mà thầy giảng về thiền, về gì hoặc về cái gì đó con sẽ theo thầy. Chúng con sẽ gì? Bán nhà bán cửa đem tiền lên để cúng thầy và ở bên cạnh thầy để nghe thầy học pháp. Tôi cũng gì? Tôi cũng A Di Đà Phật, tôi cười thôi. Ai mà không nghe tôi giảng về tịnh độ thì cứ gì ạ? Ra đi. Cứ ra đi thôi. Và cho dù tôi giảng mà không còn ai ngồi lại đây nữa, thì tôi vẫn cứ giảng. Các vị không nghe thì có ai nghe? Các vị biết có ai nghe không? Có tôi nghe. Các vị giảng mà các vị đi hết không còn ai nghe thì gì? Có tôi nghe. Có cái ông này giảng thì có ông này nghe. Tôi tự giảng, tôi tự nghe. Và gì? Tôi tự về Tây Phương. Thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Các vị không nghe, các vị không về Tây Phương. Tôi giảng, tôi nghe thì tôi về gì? Tôi về Tây Phương. Tôi về đến với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tôi nương theo Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Lúc đó gì? Xem ai đúng, ai sai, ai sướng, ai khổ. Lúc đó gì? Tự chúng ta biết thôi. Mười phương ba đời chư Phật biết chúng ta làm đúng hay sai. Còn á, người ngoài á thì gì? Đánh giá chúng ta đúng sai thì mặc xác người ta. Kệ đời, đúng không? Kệ đời, quan trọng là gì? Chúng ta thấy tâm chúng ta an, chúng ta hành đúng với lời dạy Đức Phật là được. Đó, cho nên ở đây tôi nói với các quý vị, niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Có đúng không? Rất khó. Đã tìm được rồi á, thì làm sao á? Đừng để cho con tim mình nó bị gì? Bị lay động. Niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Đã tìm được rồi, đừng để cho tim mình nó lay động. Nay chạy bên này, mai chạy bên khác. Nay thì theo pháp này, mai theo pháp khác. Nay theo thầy này, mai gì? Cầu thầy khác. Chúng ta gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói tu như thế là sai ấy. Tu như thế là thực sự là tạp tu đấy. Đó. Cho nên đã chọn được pháp môn rồi thì nhất tâm để mà gì? Mà tin theo. Các kinh điển khác chúng ta có thể đọc tụng, có thể học, có thể nghe giảng, nhưng là gì? Là trợ duyên thôi. Còn á, chỉ danh niệm Phật cầu sinh Tây Phương phải là chính hạnh. Phải là chính hạnh. Như chúng tôi thì giảng kinh Địa Tạng cho chúng ta hướng về gì ạ? Về luân thường đạo lý, nhân quả vân vân đó, đấy chỉ là phương tiện. Còn cuối cùng vẫn phải là quy thú về về Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Dẫn dụ bộ kinh này ra để nói cho chúng ta gì? Giữ chọn niềm tin. Rồi Ngài lại tiếp tục dẫn là gì? Ngài Thiền Sư Thiên Như sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy như thế này: mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sinh. Chính là Ngài gì? Ngài dẫn ở trong kinh Đại Tập mà ra đấy. Nếu có kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Đây là gì? Lời của Ngài Thiên Như nói thêm. Không tin thì tất sẽ đọa vào địa ngục. Vì sao phải đọa địa ngục? Vì anh gì? Anh có phúc để lên trời, hưởng ít phúc trời xuống người, hưởng ít phúc người thì sẽ bị gì? Bị chui vào đó thôi. Cho nên á, vòng xoáy sinh tử luân hồi, sinh tử tử sinh, không biết bao giờ thoát được. Cho nên Ngài Thiên Như mới nói thêm ở trong gì? Trong kinh Đại Tập thì dẫn là gì? Là thời mạt pháp rốt về sau, tức là về sau cùng chỉ còn có bốn chữ A Di Đà Phật thôi để cứu độ chúng sinh. Ai tin thì sẽ được gì? Được giải thoát. Nếu kẻ nào không tin á, tất sẽ đọa trong địa ngục trầm luân khổ ải. Vì sao? Vì tham sân si. Vì cuộc sống gì ở thế gian này nó khiến cho chúng ta
sớm muộn gì cũng sẽ phải vào đó mà thôi. Nếu cứ ở lại thế giới này hoài, chúng ta chưa phải là một vị thánh tăng chứng quả vị A-la-hán hoặc là vị Bồ-Tát chứng ngôi vị bất thoái chuyển, thì sớm muộn gì chúng ta cũng chui đầu vào rọ đó mà thôi. Con cá được thả, được nhốt trong một cái ao do bác nông dân làm nghề trang trại. Nó thả những con cá vào cái ao. Con cá đó cứ nghĩ rằng ta tự do tung tăng bơi lội ở trong cái ao to rộng lớn như thế này, sống hết ngày này có tháng khác vui vẻ, tự do tự tại bơi gì, bơi gì, bơi ở trong cái ao, cái hồ đó. Và nói là có những kẻ ở trên đời thất tình thì nói gì, ta thà chết đi để làm thân, hóa làm thân con chim tự do bay tự tại ở trên trời còn sướng hơn. Những con chim bay trên trời sướng chưa các quý vị, tự do không? Con chim nhỏ đang bay trên trời mà gặp con chim gì? Gặp con chim cú hoặc con chim cắt hoặc con chim đại bàng á thì tự do không? Không tự do được. Nó đậu ở con chim đó, lớn lớn hơn một chút đại bàng ấy, chim sẽ đậu ở trên cây. Nhưng mà mãi thì vô tình, mãi gì ạ? Mãi vui, mãi gì ạ? Cái nhà mãi ngủ á, gặp vào cái mấy đứa trẻ nó cầm cái súng gì? Súng cao su hoặc cầm áo thợ săn, nó cầm súng kíp hoặc súng trường hoặc súng gì? Súng hơi á, hoặc cầm nỏ, cầm cung á thì con chim nó có tự do tự tại trên bầu trời không các quý vị? Không. Có người lại bảo rằng á, ở cuộc đời này khổ lắm, thà ta làm con cá tự tại bơi dưới nước còn gì? Còn sướng hơn. Con cá bơi dưới nước, nếu làm con cá rô, làm con cá rô thì, hoặc là con cá gì? Con cá giếc thì sẽ bị con cá gì? Con cá quả gì? Nó chén bất cứ lúc nào. Hoặc là con cá gì ạ? À, con cá đỏ bụng, ấy, con cá đồng bạc, con cá đỏ bụng, con cá bầu bầu đó gì? Nhỏ nhỏ như thế sẽ bị con cá gì? Con cá quả hoặc con cá rô hoặc con cá gì? Nó chén bất cứ lúc nào. Hoặc là con cá quả to to như vậy, cũng có lúc bị con gì, cái con gì nó chén bất cứ lúc nào biết không? Cái con gì đầu nó đen đen, con gì, cái con gì đầu nó đen đen, nó có hai chân có hai tay, nó tìm đủ mọi cách để nó bắt được con cá quả, con gì, con người. Đấy, chúng ta thấy không, con cá, con cá thì ăn gì, ăn con tôm con tép, con cá nhỏ nhỏ vừa vừa thì ăn con tôm con tép. Con cá, con tôm, con tép thì ăn con gì? Ăn con phù du. Ở trong thế giới động thực vật, con lớn nuốt con nhỏ cũng chẳng có gì là tự tại đâu các quý vị. Rồi có những người nói gì? Ở thế giới này thì khổ quá thì được mong ước được làm gì ạ? Được làm cây thông đứng giữa trời, tuổi thọ ngàn năm. Chắc gì cây thông nào cũng đứng giữa trời tuổi thọ ngàn năm, có phải không? Lớn lớn lên bằng bắp chân, bắp tay là gì? Nó gì? Một cái gì? Một cái con gì nó còn khủng khiếp. Nó còn đánh ngã được cả cây thông. Nó chỉ có cái đầu đen đen cái gì? Hai tay, hai chân cầm cái búa rìu, cái cưa vào. Ngày xưa nó cầm cái búa rìu, cái dao. Bây giờ nó cầm cái gì? En, 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 en. Một cái là gì? Dí vào chỉ cần gì? Hai phút thôi. Cách, 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 cách. Ình, một cái. Cây thông đứng dưới trời đã gì? Đã thôi rồi. Từ nay ta vĩnh biệt người, đúng không? Chết rồi, trả lại gì? Đâu có còn phải là cây sông đứng chơ chơ dưới trời sống ngàn năm tuổi nữa. Đó, chúng ta thấy chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh cửu thế gian này cả. Vì vậy mà Ngài Thiên Như nói rằng nếu không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu không tin vào pháp môn niệm Phật A Di Đà để tu tập một đời cầu đới nghiệp vãng sinh, thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Người đó sớm muộn gì cũng sẽ gì vào đó. Kiếp này họ làm vua, thậm chí làm vua cõi trời, nhưng vô lượng kiếp sau hết hưởng hết phúc báo cõi trời, hưởng hết phúc báo làm vua. Ai dám chắc chắn rằng vị đó không đi vào gì? Đi vào đó. Câu chuyện của Ngài gì? Ấn Tổ viết ở trong trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ngài có dẫn chứng một câu chuyện là ở bên Trung Quốc thời nhà Thanh, thời vua Cản Long, có một người làm nghề đồ tể mổ heo. Khi mổ con heo ra, trong cái gan của con lợn á có hai chữ gì các vị biết không? Tào Tháo. Trong gan của con heo có hai chữ Tào Tháo. Tào Tháo sinh ra ở
ở thế kỷ thứ mấy? Thứ hai sau Công Nguyên, ở vào triều đại gì? Mình gọi là triều đại sau nhà Hậu Hán. Ở triều đại gọi là Tam thời, buổi đó gọi thời thời đó gọi là gì? Có ba nước chiến tranh với nhau, đó là Ngô, Thục và gì? Ngụy, gọi là thời Tam Quốc. Mà chúng ta thường ngày xưa hay nghe cái bộ hay đọc và hay nghe cái câu chuyện nổi tiếng đó là bộ tiểu thuyết gì nhỉ? Tam Quốc Diễn Nghĩa, ba nước Ngô, Thục và Ngụy, hay là Ngụy Thục Ngô, hay là Thục Ngô Ngụy, vân vân. Ba nước ngang hàng nhau chiến tranh giằng co mấy chục năm trời. Nhưng về sau nhà Ngụy thắng, nhà Thục và nhà gì? Nhà Ngô thua, và Tào Tháo chúng ta lại xưng đế. Tào Tháo xưng đế tức là làm gì? Làm vua. Khi vừa chết đi, thân chưa bỏ vào quan tài, con trai của Tào Tháo là gì này? Tào Thực hay Tào gì này? Lâu lâu tôi không quên, không nhớ tên hình. Tào Thực hay Tào gì này này? Tức là con trai của Tào Tháo đã liền đem hết cung tần mỹ nữ, tức là vợ của gì? Của vua cha, đem về làm vợ riêng của gì? Của mình. Chúng ta thấy đau không? Ở thời buổi chúng ta bây giờ gọi là loạn gì nhỉ? Loạn luân. Nhưng thời ngày xưa thì họ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thời đó thì thời xưa nói quay chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên tất cả cung tần mỹ nữ thê thiếp của cha mà còn trẻ trẻ thì đều đem về làm vợ mình. Xác cha vẫn chưa tẩm liệm. Con trai báo hiếu cha bằng cách là gì? Lên, đầu tiên là lên gì? Tuyên bố ngôi gì? Kế tục ngôi vua của cha, xưng đế. Và cái tuyên bố thứ hai, và tất cả gì? Cung tần mỹ nữ xinh đẹp của vua cha, một cái sắc lệnh thôi, trở thành gì? Thành cung tần mỹ nữ của gì? Con trai. Và một đời làm lụng, lao công vất vả, lo lắng cho gì? Cho con. Nhưng con đối xử với gì? Với mình như vậy đấy. Thế Tào Tháo, con đối xử với ông ấy như vậy. Và không biết là ông ấy trầm luân trong kiếp súc sinh hay là như thế nào, bao nhiêu kiếp, nhưng đến triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, thời vua Càn Long, có người gì? Đồ tể mổ con heo, tức là giết lợn đó, mổ con lợn ra, phanh ra thì thấy trong cái gan, lá gan của con lợn á có hai chữ gì? Tào Tháo. Dân làng nghe thấy câu chuyện gì lạ quá, cả làng trên xóm dưới, cả gì chi huyện chi phủ kéo nhau đến để xem, ai cũng thấy gì kinh hồn bạt vía, mới tin rằng lời Phật dạy nhân quả luân hồi ở trong gì, trong kinh Phật quả thật không sai. Bây giờ có một ông hàng xóm thấy cái sự việc đó, cho nên á hiểu được cái nhân tình thế thái của thế gian, hiểu được vận hành nhân quả luân hồi, cho nên mới xuất ra cạo tóc vào chùa đi tu, có pháp danh là gì? Là Phật An. Sau này cái vị này cũng trở thành một vị pháp sư rất là giỏi đó. Cho nên chúng ta thấy nhân duyên đấy, không phải là gì, không có tội phúc nhân quả đâu. Làm vua cũng đọa trong gì? Trong kiếp súc sinh như là Tào Tháo. Làm hoàng hậu cũng đọa vào trong địa ngục khổ đau như là vợ của Lương Vũ Đế. Chúng ta thấy thật đáng sợ lắm, chẳng thật đáng sợ lắm hay sao? Cho nên ở đây tổ mới dẫn tiếp là gì? Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh ẩn diệt, chúng sinh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi vào trong nẻo luân hồi. Việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa vào địa ngục. Đó. Ngài nói là cứ luân chuyển trong thế giới này, việc lành thì khó tạo, việc ác thì dễ gì? Dễ làm. Việc ác đó chính là gì? Tham sân si chính là ác. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ chính là gì? Là ác. Xem chúng ta còn tham không? Tự chúng ta cảm nhận lại cái tâm của chúng ta, cái niệm của chúng ta, cái tư duy suy nghĩ chúng ta xem còn tham không? Tôi xin thưa các vị ngồi nghe học đạo, nghe Phật, nghe chúng tôi giảng đây rất là hoan hỷ rồi. Và nhìn thấy có người nhắn tin cho tôi á, ở trên Zalo nói là gì? Mấy bữa nay tôi thỉnh thoảng hay bật Zalo lên để liên hệ với mấy chú đi ở nước ngoài để tìm, để mua máy.
để về để thỉnh máy, để về để tới đây để tạo tượng, để cắt ngọc để tạo tượng. Có vị nhắn tin đến nói này, bạch thầy, con mong là ở trong gì tông môn quyến thuộc của nhà con có được người xuất gia giỏi và hoằng pháp được như thầy để cứu độ được chúng sinh như thầy, con rất mong như vậy. Đấy, mong như vậy, mong như vậy, mong như vậy. Các vị ở đây có mong như vậy không? Ai mong giơ tay xem nào. Wow, không thật một tí nào cả, không thật tí nào cả. Mong như vậy có làm được không? Dễ ợt rồi, mong thì làm được đi, có gì đâu. Ai chẳng có con, ai chẳng có cháu nội, ai chẳng có cháu ngoại. Về khuyên gì, nếu khuyên đứa con trai, này con ơi, mẹ nghe nói là gì, đi tu có nhiều công đức lắm, con cho một đứa gì, khuyên cho một đứa con trai, đứa con gái của con gì, đi chùa với mẹ đi, trong thời gian xem nếu có duyên cho nó đi tu. Bố nó bảo gì, bà cứ nói thế, ai đâu có thể đi tu được đâu. Cho bà cứ cho nó đi đi, xem có được không. Cho nó đi. Lúc đầu thì gì, bố nó nghĩ là gì, ai có duyên đi tu được đâu. Mẹ nó nghĩ thì ai có duyên đi tu được đâu. Nhờ đi theo bà lên chùa lễ Phật khoảng độ một vài lần, một vài tháng, nó nghe pháp, nó nghe kinh, về bắt đầu đầu tiên là để nó đòi ăn chay đã. Nó đòi ăn chay, bước mấy ngày đầu thì còn cho ăn chay, nhưng thấy gì, nó gầy gầy đi một chút, thấy xấu xấu đi một chút là gì, là thôi 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 không cho ăn chay nữa. Mà một thời gian sau mà bảo là gì, nghe nói gì, nó học Phật nhiều, ngày nào nó nghe giảng, ngày nào nó cũng mở băng giảng, ngày nào nó niệm Phật đó, thì sợ là gì, ồ cái này không khéo nó đi tu mất thì thôi, thôi không cho ăn chay nữa và không cho lên chùa theo bà nữa. Đó là cái đầu tiên gì, cấm. Và mình cũng thế thì cho nó lên chùa khi nó lại đi tu mất. Bố nó gì, bắt tội mình, mẹ nó bắt tội mình ấy. Thì mình gì, phận làm bố làm mẹ mà dạy, thôi không cho đi, thôi thôi cháu ở nhà, ngày mai ở nhà báo cho đi nữa, được chưa. Đó, có mấy trường hợp vậy rồi. Mẹ lên đây tu pháp hội, Trung Phong, xong rồi pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, cho nên thấy hoan hỉ quá, thỉnh băng giảng về nhà để nghe. Nghe thì đứa con gái nó mới nghe, nó về ngộ nhanh hơn cả mẹ. Nó ngộ nhanh hơn một cái thì xong một cái thì nó bảo thôi mẹ nó đi chùa cho con đi với, nó đi. Đi xong một cái thì mấy hôm, mấy tháng sau cứ thế nó đi, cứ được ngày nào được nghỉ nó lên chùa. Một ngày không xa nó về, nó xin bảo mẹ ơi. Bảo cái gì đấy con? Con muốn nói cái điều này với mẹ. Và con nói đi. Bảo nhưng mà mẹ hứa đừng không được mắng con nhé. Bảo mẹ cứ nói xem nào. Nhưng mà phải hứa trước là con nói, mẹ không được mắng con. Bảo ừ thì mày cứ nói đi, cứ loằng ngoằng mãi. Thế bảo hay là mày cứ nói đi. Hay là đó, cái con bé này mày cứ nói ngay đi xem nào. Hay là gãi tóc, gãi đầu, gãi tóc một tí. Nó sợ mà, sợ bố mẹ không dám nói. Dọa mãi thì mới nói đi. Bảo mày cứ nói đi, tao hứa với mày, tao không mắng mày, mày dù thế nào tao không mắng. Mẹ hứa nhé, mẹ hứa mày cũng mắng nhé. Thôi mẹ cho con đi tu đi. Bố mày chứ đấy. Tao nuôi mày bằng thừa. Đó, vân vân thế này là vỗ bàn luôn, là bố mày chứ là tao nuôi mày bằng thừa. Đó, thế này thế khác luôn, bảo gì tao nuôi mày bằng thừa, tao ai mày từ đâu mày xuất phát được ý nghĩ như thế. Mẹ hứa là mẹ không mắng con rồi mà, tao hứa là tao không mắng mày, nhưng mà mày làm như thế không được, tất cả các việc khác tao đều chấp nhận, nhưng việc mày xin đi tu gì tao không chấp nhận. Mày làm như thế mọi người sẽ cười vào gì, vào tao là gì, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, bạn bè tao sẽ cười là tao thì đẻ mày ra không dạy được mày, không nuôi được mày, không cho được mày ăn học, không dựng vợ, không gả chồng được chúng mày. Cho nên là việc gì tao cũng có thể nghe, ngoài việc đấy ra đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Đó, giống y như Tịnh Phạn Vương và gì, và Ma Ba Xả Ba Đề ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đòi xuất gia, Tịnh Phạn Vương gì, việc gì con muốn thì được, nhưng việc đó thì ta nhất định không nghe, nói cho con biết, đúng không? Vỗ bàn đầm dầm như thế sợ chưa? Đấy, cho nên khó lắm,
mà xuất gia rồi mà nói gì nó giữ được cái tâm tu ở trong đạo á, lại cả một vấn đề nữa. Cho nên á, sợ nhiều thứ, sợ đủ thứ, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở thế giới này, giấu cho có được thân người đã là khó rồi, được xuất gia tu trong chính đạo lại càng khó hơn. Mà xuất gia rồi mà gặp được gì bậc minh sư hướng dẫn chúng ta tu tập đúng chính pháp lại càng khó nữa. Cho nên á, thôi khó vô cùng, toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này. Đó, giảng một cái vấn đề khó nó đến nỗi là gì? Nó vận động trí óc nó đến nỗi toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thì hôm nay về bài giảng thì tạm thời gì? Sẽ đến đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp.